Làng hài mở hội mừng xuân mùng 2 sẽ đưa quý khán giả du xuân với những vở hài kịch hấp dẫn, tiết mục ca vũ kịch đầy màu sắc. Mây trời xanh thấm dòng sông xanh, nghiêng nghiêng én đùa giao liền trên đồng xanh. Hơi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em thẹn thùng. Và đâu đây gió khẽ hôn nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Em sống với anh bao nhiêu lâu nay anh biết mà. Ôi nghe qua như xét đánh ngang ở tai. What? Mới vừa bước từ sân bay ra bị trái múi giờ. Tao từ ở bển tao mới về tao không hề trái múi giờ mà tụi bay trái múi giờ là sao hả tụi bay? Làng hài mở hội mừng xuân chủ đề du xuân được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2017 nhằm mùng 2 Tết trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.